Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 24 tháng 2 đã diễn ra các trận đấu tiếp theo của vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu. Trận cầu nhận được sự quan tâm lớn nhất đó là màn so tài của Atletico Madrid với Manchester United trên đất Tây Ban Nha. Ở trận đấu này, hai đội tung ra sân những quân bài tốt nhất của mình. Atletico Madrid dù có phong độ không tốt trong thời gian gần đây ở sân chơi quốc nội, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Diego Simeone chưa bao giờ bị đánh giá thấp ở sân chơi Cúp C1 châu Âu. Thực tế trên sân đã chứng minh điều đó. Atletico Madrid với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả đã nhập cuộc rất hứng khởi. Đội bóng này đã pressing tầm cao khiến Manchester United bối rối không thể triển khai thế trận của mình. Sau 7 phút bóng lăn, Manchester United đã phải vào lưới nhận bóng sau tình huống đánh đầu rất hay của João Felix. Ở pha bóng này, trung vệ Harry Maguire không hoàn thành nhiệm vụ khi theo kèm tiền đạo người Bồ Đào Nha. Sau khi có bàn mở tỷ số, Atletico Madrid chủ động chơi phòng ngự phản công, răng bẫy chờ Manchester United mắc sai lầm. Tuy nhiên, đội bóng này không lùi quá sâu để phòng ngự mà triển khai phòng ngự ngay trên sân của đối phương bằng việc pressing tầm cao, khiến Manchester United bế tắc toàn tập và không thể tạo ra cơ hội ăn bàn nào đáng chú ý trong hiệp thi đấu đầu tiên. Trong hiệp thi đấu thứ hai, kịch bản của trận đấu không có nhiều thay đổi. Manchester United vẫn thi đấu lép vế trước Atletico Madrid. Ronaldo, ngôi sao là hung thần của Atletico Madrid trong những lần chạm trán trước đây, không có nhiều bóng khi mà tuyến dưới không thể phát triển bóng. Thậm chí, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã phải lùi khá sâu về phần sân nhà để lấy bóng. Trong thời điểm khó khăn, huấn luyện viên Rangnick quyết định tung Anthony Elanga vào sân để thay Rashford ở phút thứ 75 của trận đấu. Và đúng 5 phút sau khi có mặt ở trên sân, cầu thủ trẻ này đã tận dụng sai lầm của hàng thủ Atletico Madrid để ghi bàn gỡ hòa 1-1. Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, hai đội chơi ăn miếng trả miếng nhưng không bên nào ghi được bàn thắng. Chung cuộc, Atletico Madrid và Manchester United hòa nhau với tỷ số 1-1. Đây có thể coi là trận hòa may mắn của Manchester United vì đội bóng này thi đấu lép vế hoàn toàn trước đại diện của Tây Ban Nha ở trận đấu này. Do Liên đoàn bóng đá châu đã bỏ lọt bàn thắng sân nhà sân khách, nên trận hòa 1-1 này sẽ giúp trận lượt về diễn ra trên sân Old Trafford được dự đoán hấp dẫn và kịch tính hơn. Ở trận đấu cùng giờ còn lại diễn ra trên đất Bồ Đào Nha, Benfica mặc dù được đánh giá thấp hơn Ajax nhưng với lợi thế sân nhà, đội bóng này đã thi đấu rất tốt để cầm hòa đại diện của Hà Lan với tỷ số 2-2. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về những tin tức của ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá và tin tức bóng đá mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.